Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay thì vào bài nó đã update thêm Erling Haaland 112 nha anh em. Thì cái phần này á thì anh em phải add anh em ơi. Và dùng chín cầu thủ Erling Haaland top y 109 và ba cầu thủ top y 109, một cầu thủ U top y 110 và một cầu thủ ở dưới anh em, ở dưới nè. Đó, một cầu thủ U top y 111. Đó là anh em sẽ mở được Erling Haaland, nói chung add chain anh em. Thì mình thấy cái chain này hơi bị gọi là khoai anh em. Hơi bị chua anh em. Đó, nói chung không có dễ dàng gì đấy. Erling Haaland 112 U top y đâu anh em ơi. Đó. Thì thôi anh em, nếu cái chay thì ráng kiếm mấy cái lẻ tẻ đi anh em ơi. Đây. Cái này là mình đổi điểm nha anh em. Đội điểm kiếm cầu thủ nè. Nói chung là mình chơi cái skill nè, trận đấu rồi vế tất hoặc là hết cho hết xong sẽ được khoảng tầm 40 điểm. Mình sẽ đổi được 2 lần. Nói chung là một ngày được 2 lần. Đấy, mình đổi được cầu thủ 100 cộng. Hên thì được con YouTube y mới. Đó. Thì mình đổi đến giờ được có con nè. Giờ thêm đổi thêm con nè. Còn ra cái gì ha? Nhìn chung có sự kiện mới update thêm thì cũng không có gì mới, còn khoai thêm nữa anh em. Thật sự khoai thêm nữa. Đấy. Còn cái quà kế bên nè, anh em đổi 15 lần thì ok, mới được mở ha. Mới đổi có 2 lần thôi. Và tiếp theo là như là đổi 30 lần nữa anh em thì mình sẽ được cái quà dưới ri đó. Cầu thủ 106 cộng. Đó, top y hoặc là một cầu thủ HM layer. Đấy. Đúng không anh em? Ở HM layer đúng rồi. Thì nhìn chung là cái này là anh em phải mở cái đầu tiên nha anh em. Mở cái đầu tiên 15 lần và 30 lần thì mới được nha. Còn phần dưới là phần chain HM layer anh em, nó yêu cầu là một cầu thủ U top y nè. Và 100 điểm Honorable Bond. Đó, 100 điểm nha. Thì mới được ha. Đó, đội cầu thủ YouTube 109 cộng nè. Adchain anh em. Thì cái này cũng hơi khoai anh em. Thật sự á. Thường thường mấy cái Adchain á, mình không có lời nhiều đâu anh em ơi. Hên thì mới lời thôi, chứ thật sự là lỗ mà. Thật sự anh em, là lỗ mà giá thì rất là cao. Nhưng mà quan trọng là bán có được không. Mình Adchain thủ đó, bán có được không nữa. Rất là khoai luôn. Nên anh em mà suy nghĩ kỹ nha, vấn đề mà Adchain nha. Trên thì nó ra cầu thủ ngon thì được, nhưng mà quan trọng bán được không nữa, đó là một vấn đề khác nữa. Còn ra cầu thủ cùi thì anh em chấp nhận thôi, rất là xui thôi. Rất là xui thôi. Đấy, mình chơi mấy cái này nè thì cho anh em xem sơ lại ha. Thì cái phần bên đây là phần đổi quà nha anh em, nó yêu cầu anh em phải có những cầu thủ bên tay phải là những cầu thủ U top y bên tay phải anh em, có trong cái kho của mình, có trong cái ạc của mình á là được. Anh em mua cũng được, nó rõ nha, anh em mua cũng được nha. Tí nữa mình cho một cái ạc kia cho anh em xem. Mình mua vài vài cầu thủ nó cho anh em chấp nhận cái này đó, chứ không phải là anh em cần phải anh em mở ra đâu. Anh em mua cũng được, nhưng mà mua cũng khoai anh em. Cầu thủ YouTube đâu có rẻ đâu anh em, đâu có rẻ. đây là cái phần mà đổi quà nè. Cái hạt này thì còn thiếu 4 lần nữa, độ 20 lần nè, và 10 lần nữa độ cái 50 lần đấy. Thì nói chung là mình nói sơ qua cái này cho anh em thôi. Còn phần chính là phần Erling Haaland và cái phần đổi quà, cái update mới, những cầu thủ YouTube mới đó. Thì nay mình vô mình đổi luôn nè, có cái đủ không, hình như là thiếu anh em ơi. Có cái đổi hết đi, thiếu nhiều thì mình sẽ làm clip sau cho anh em ha. Thì cái phần này thì dễ rồi, mình đã nói cái clip trước rồi, có nghĩa là anh em phải gọi 20 lần thì anh em sẽ được một cầu thủ YouTube 110 cộng đó. Còn cái phần tiếp theo là phần 50 lần Adchain thì anh em sẽ được một cầu thủ 109 cộng YouTube đó. Thì hôm nay nó cũng đơn giản thôi. Cái ad này thì tại vì do là cái ad này không có cày anh em. Nó né là xong lâu rồi đó. Mấy tuần trước rồi, tại không có cày nên không có ai đá hết á, nên không có điểm, nên không có đội cầu thủ được. Bây giờ mình sẽ vô ad này mình cày. Để mình sẽ là đổi cho anh em ha. Mình sẽ làm clip đầy đầy cho anh em ha. Thì nhìn chung á là cái sự kiện update mới của YouTube này á thì cũng hơi khoai một xíu nè. Hơi khoai một xíu nha anh em. Đây đến Haaland thì thôi. Anh em cày chay thì đừng có mơ tới, tại vì đổi những con hàng đó thì khá là đắt đỏ để đổi. Với lại quan trọng là mình có bán được hay không nữa. Mới đầu vô giá thì có ai mua không nữa. Đấy, cái này được 19 lần và 43 lần anh em. Còn thiếu một lần nữa là hết cầu thủ rồi. Để gì mình đá với tách hoặc là hết thì mình đổi điểm ha. Thì mình nói sơ quán ạc này ha. Đó, cho anh em thấy thôi. Vấn đề mà đổi điểm cái con Erling Haaland và cái con gọi là gì ta, mấy con quà đó thì ok anh em. Bây giờ mình còn có ạc khác nha anh em. Đây, cái ạc này thì hồi nãy cũng chưa hết đội rồi. Đây anh em, anh em để ý nè, có ba con Real Madrid trong đội hình. Trong cái ạc này thì đã đổi quà rồi, phần này đổi nè, đổi phần Real Madrid nè, thấy không, chỉ cần một cầu thủ thôi được rồi đó. Và cái phần La Liga thì phải yêu cầu hai cầu thủ La Liga rồi, anh em biết rồi ha, nó không cần nói nhiều ha, mình chỉ nói sơ thôi đó. Và phần bên mình League 1 anh em, giải League 1 nè. Thì mình đã mua con Messi nè.
con hai cái mi thì mình mở ra nè. Đó, còn Messi là mua nha anh em, mình không mở được Messi nha. Nó chỉ cần hai cầu thủ Liverpool thôi là ra rồi. Còn Serie A thì có một con Hendes rồi, nó yêu cầu là hai cầu thủ Leon. Đó. Còn phần Bundesliga thì có một con Bellingham thôi. Bellingham thì yêu cầu cái Bundesliga là hai con Utopi thì mới được. Đó. Cái phần Premier League là yêu cầu ba cầu thủ thì mới được mở cái quà này. Đó, này có một không có con chưa có nào hết. Cái phần này là phần con Rainer và con Haaland thì sẽ được mở cái phần này. Anh thấy không? Được cầu thủ Utopi 110 cộng là Hendes thì được mấy con ngon. Mà không mà được có mấy con cùi cùi dưới. Thì nhìn chung á, cái quà này á anh em thì thích thì anh em mua về thì cũng được tính đấy. Còn không thì thôi anh em, đừng có mua. Anh em có điều kiện thì mua chứ đừng có mua. Thật sự có điều kiện chạy là mua cái này cũng lỗ nè, cảm giác như lỗ này mà lỗ. Thì anh em cứ chờ mở ra đi, mở được con nào hay con đó thôi chứ giờ cái quà này mua thôi thì hơi lỗ anh em. Tự nhiên mua mấy con Utopi về mở ra mấy con Utopi với con Icon này bán đâu có nhiều tiền đâu em, đâu có nhiều coi đâu. Lỗ lắm, thật sự là lỗ lắm. Thì cho anh em xem anh em biết thôi, nó vấn đề là như vậy thôi. Chứ thật sự là mấy cái này nó update thêm thì anh em cày chay thì lại khoai hết rồi, chứ không ăn được nữa rồi, thật sự nó khó ăn lắm anh em ơi, khó ăn thật sự. Đấy, cái con còn Messi là mình mua anh em, Messi là mình mua chứ không có mở ở đâu, khó mở lắm, mua lắm. Đấy, cái con về clip mình cũng mua nè. Nói chung là mua mới mở cho anh em, không sao hết, bình thường mới mở cho mấy cái quà đó. Nhưng mà rất là khoai này, mấy con Utopia rất là mắc, rất là khoai luôn đó. Thật sự luôn đó. Còn Eden Haaland 112 thì mình nói rồi, thôi khỏi phải mơ đi anh em. Thật sự dù có coi đi chăng nữa mình cũng không mua để mình add trend đâu, thật sự luôn. Chứ giờ mua cũng lỗ anh em, thật sự lỗ, tính ra lỗ. Mua mấy con đó về trend xong rồi bán gì cũng không được nữa, thật sự luôn. Đây ạc bạn này nè, có một số con Utopi nè, nãy cho anh em thấy á, nó có trên bên cái dài đó, thấy không, thấy không. Thật này thì bạn này cày coi anh em, cày coi nên nó ôm cầu thủ rất là nhiều. Nói chung này nó muốn có nhiều coi hay gì đó thì anh em nên cày thôi, nó ôm. Sorry anh em, không phải cày mà ôm cầu thủ, ôm cầu thủ để lên giá thì mình bán đó. Thì hôm nay mình làm clip nói sơ về cái update sự kiện mới cho anh em ha. Nói chung là không có gì mới hết, chỉ có phần anh em Haaland thôi, không phải cái con Utopi mới thôi. Thì anh em thấy clip này hay á thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn chưa đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn em, xin chào anh em.